Y đang nhìn Đổng Trác ngủ say, nhẹ nhàng rút ra một con dao sắc trong người, đang lúc giơ tay lên thì đột nhiên có một ánh phản quang, Đổng Trác tỉnh lại. "Ngươi muốn làm gì?" Tào Tháo không đổi sắc mặt bình tĩnh nói, "Tại hạ muốn tặng con dao này cho thừa tướng." Đổng Trác tiếp lấy con dao, thuật tay chém một nhát, tấm bình phong bằng đồng bỗng chốc bị chém làm đôi. Tào Tháo cố gắng giấu đi sắc mặt hoảng sợ của mình, nhưng màn này vẫn bị con nuôi của Đổng Trác là Lữ Bố nhìn thấy. Quả nhiên Tào Tháo vừa đi, Lữ Bố đã lập tức nói, con dao này vốn dùng để giết người. Tào Tháo không phải đến để dâng đao, mà đến hành thích. Thật ra Đổng Trác cũng nhìn ra Tào Tháo có vấn đề, lập tức mệnh lệnh cho Lữ Bố cưỡi ngựa xích thố đuổi theo. Lữ Bố đuổi theo Tào Tháo đến tận ngoại ô, y dùng kích hô hoán sật chớp, cả một cánh rừng bỗng chốc bị săn phẳng. Nhưng Tào Tháo lại bám vào một thân cây nên trốn thoát, còn được người dân ở gần đó cứu giúp. Nhưng vì hành thích Đổng Trác thất bại, thế nên khắp nơi đều dán lệnh truy nã của Tào Tháo. Người dân dù sao cũng ham tiền, cuối cùng vẫn bắn đứng y. Tào Tháo được đưa đến trước mặt huyện lệnh, vốn dĩ là chết một cách khẳng khái, anh ngờ Trần Cung bị khí thế anh hùng của y làm cho cảm động, vì thế nguyện ý từ bỏ vũ quan theo Tào Tháo. Bọn họ một đường chạy trốn, trốn đến nhà bố của người bạn thân của Tào Tháo là Lã Bác Sa. Lão bá này nhìn có vẻ hiền lành thân thiện, nhưng người nhà ông ấy lại chỉ trỏ Tào Tháo. Ông Lã nói mình phải đi ra ngoài mua chút rượu, phải đối đãi khách khứa cho tốt đấy, rồi để bọn họ vào trong phòng nghỉ ngơi trước. Nhưng Tào Tháo lại thấy có gì đó không đúng. Y vừa mới cảm thấy ánh mắt những người ở trong nhà này nhìn có vẻ cổ quái, bây giờ lại đột nhiên nghe thấy tiếng mài dao. Đợi lát nữa nhẹ nhàng đi đến đừng lên tiếng, tốt nhất là một dao giải quyết bọn chúng. Thế này mà gọi là tiếp đãi khách khứa à? Rõ ràng là nhân lúc bọn họ ngủ say giết họ mà. Ông Lã mượn cớ ra ngoài mua rượu, trên thực tế là muốn đi đến báo với quan phủ. Tào Tháo một cước đạp tung cửa, không nói lời nào liền giết cả nhà họ. Lúc này mới phát hiện ra ở trong góc có hai con lợn. Nghĩ kỹ lại, người mau bắt trói hai con lợn này lại, ta đi mài dao, đợi lát nữa nhẹ nhàng đi qua đừng làm chúng tỉnh. Thôi xong, hóa ra bản thân đã giết nhầm người tốt. Tào Tháo hối hận không thôi, kéo theo Trần Cung đi. Không ngờ giữa đường gặp phải ông Lã đang trên đường đi mua rượu về, nhìn thấy người đàn ông lương thiện, trong lòng Tào Tháo có chút hổ thẹn, nhưng vẫn nói cho ông ấy bản thân đã giết người nhà ông. Ông Lã kinh hãi đến mức suýt ngã, nhưng Tào Tháo lại không hề do dự. Một giây sau, một đao kết thúc sinh mạng của ông lão. Trần Cung không hiểu tại sao Tào Tháo rõ ràng biết hiểu nhầm nhưng vẫn giết chết ông Lã. Tào Tháo trả lời, không giết ông ấy, ông ấy nhất định sẽ dẫn người đến báo thù, thà phụ người trong thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta. Đêm đến, Trần Cung nhìn Tào Tháo ngủ say, vốn định giết y nhưng lại cắm dao trên cây không từ mà biện. Tào Tháo về lại quê hương, bắt đầu chiêu binh mãi mã. Lúc này y đã hiểu được, muốn thay đổi thế đạo tuyệt đối không thể dựa vào việc giết một hai tên gian thần là có thể làm được. Vì vậy y quyết định đường đường chính chính đánh bại Đổng Trác, dựa vào việc hành thích Đổng Trác. Tào Tháo quả nhiên được nhiều người ủng hộ, nhanh chóng lập một quân đội, theo lời kêu gọi anh hùng trong thiên hạ của Viên Thiệu, cùng nhau đánh bại Đổng Trác. Tào Tháo cũng đến quội tụ hội, ở đây y gặp được đối thủ lớn nhất trong đời mình, Lưu Bị. Viên Thiệu kêu gọi 18 chư hầu cùng nhau đánh bại Đổng Trác, mỗi chư hầu đều đem theo trên vạn binh mã, chỉ có 3 người là đơn phương độc mã. Tại hạ là Lưu Bị, tự Huyền Đức, nhị đệ Quân Vân Trường, tam đệ Trương Ích Đức. Mọi người nghe thấy tên vô danh tiểu tốt từ đâu tới. Viên Thiệu lại hỏi, vậy các người làm nghề gì? Lưu Mỗ mưu sinh nhờ đan giày rơm, nhị đệ là trông coi cửa, tam đệ giết lợn. Mọi người lại cười to hơn, nhưng chỉ có Tào Tháo là không cười, vì hắn biết được người có kiến thức, có mưu lược, thắng qua hàng nghìn binh mã. Quả nhiên biết được chư hầu liên minh đánh bại mình, Đổng Trác phải tên mãnh tưởng dưới trướng mình đi nghênh chiến. Hắn ta chính là dũng sĩ số 1 của Tây Lương, Hoa Hùng. Hoa Hùng chiến ắt thắng, đánh khiến kiên quân không ngừng lùi về. Điều này rõ ràng là áp chế binh sĩ đối phương. Đương nhiên, lĩnh tướng của liên quân cũng không yếu. Lập tức có người xung phong đứng ra, tại hạ Du Thiệp, muốn được xuất chiến đánh với Hoa Hùng. Nhưng tiếc là Du Thiệp này nhìn thì có vẻ là một trình giảo kim, thật ra lại là một người yếu, mấy nhát đã bị mất đầu. Liên quân lại phái Phan Phượng cung xê chiến được mấy ván, lần này hoàn toàn làm liên quân mang theo tiết tấu đi nhảy múa, tặng một nhát lại một nhát. Mà bên này Hoa Hùng thì lại khí thế ngút trời, càng ngày càng khoa trương, còn có ai muốn tìm đường chết không? Lúc này cuối cùng cũng đến lượt tôi phái nhị đệ Quan Vũ nghênh chiến Hoa Hùng. Tào Tháo vừa nghe lập tức cầm lên một ly rượu hâm nóng muốn kính Quan Trường, ai biết được Quan Vũ lại để ngược lại, không cần đâu, chỉ giết một tên Hoa Hùng bé nhỏ, hà tất phải kính rượu như thế, để đến lúc ta về thì uống đi. Quan Vũ phi ngựa ra trận chiến, không nói lời nào liền bắt đầu đánh. Mấy hiệp qua đi, Hoa Hùng cảm thấy phải nghiêm túc rồi, không ngờ ngươi cũng được đấy, đối mặt với đối thủ yếu hơn mình, ta để nhường 3 chiêu. Bây giờ 3 chiêu đã qua, còn có ai nghênh chiến? Quân địch thi nhau vứt vỏ khôi giáp, Quan Vũ thắng trận trở về doanh trại.
Tào Tháo đã hâm nóng rượu cho y, vẫn còn ấm. Đây chính là rượu ấm Trảm Hoa Hùng, cũng là trận chiến khiến Quan Vũ nổi tiếng. Sau trận chiến này, các vị chư hầu không ai dám xem thường Lưu Quan Trương nữa, mà Tào Tháo cũng bắt đầu thật tâm thưởng thức Quan Vũ, vẫn muốn có cơ hội lưu kéo y. Nhưng Quan Vũ lại lịch sự từ chối ý tốt của Tào Tháo, mặc dù ta không phục Tào đại nhân, khí thế anh dũng khảng khí hành thích Đổng Trác, nhưng ta chỉ theo đại ca hành sự, tâm lòng trung thành của ngươi mới càng làm ta bội phục hơn. Lúc này, tổn thất Hoa Hùng khiến Đổng Trác phẫn nộ, cuối cùng cùng phái ra Lữ Bố mạnh nhất trong tay ra, nhận được chiến thư của Lữ Bố. 18 vị chư hầu bị dọa đến liên tiếp chạy trốn, cuối cùng cũng chẳng còn được mấy người ở lại. Lữ Bị và Tào Tháo biết, thật ra đến Viên Thiệu cũng muốn rút, chẳng qua là sợ mất mặt mà thôi. Bọn họ quyết định đối mặt trực tiếp với Lữ Bố. Một thiếu nữ nhẹ nhàng đi vào trong hồ nước lạnh, nhưng lại bị một vị tướng quân nhìn thấy. Thiếu nữ quay đầu lại, phát hiện có người, lập tức lấy ra một con dao để lên cổ. Tướng quân không nói gì nhảy xuống cứu nàng, còn đi giày cho nàng. Hóa ra thiếu nữ này vì bị bắt gả đi mà chọn cách quên sinh. Nghe thấy những lời này, tướng quân rút ra tấm thẻ bài của mình. Sau này không có ai dám bắt nạt nàng, đợi ta đại thắng trở về, nhất định sẽ cưới nàng. Thiếu nữ cảm động không ngừng, lúc đó liền đồng ý lấy thân báo đáp. Người thiếu nữ này tên là Điêu Thuyền, mà tướng quân là Lữ Bố. Lúc này y vẫn còn chưa biết bản thân đã nhảy vào một cái bẫy khổng lồ. Hôm sau đợi khi y ra chiến trường, Điêu Thuyền bị đưa đến cho nghĩa phụ của Lữ Bố, Đổng Trác. Đổng Trác vốn là một đại thần của triều Hán, một lòng muốn đoạt quyền, hắn ép phế đi tiểu hoàng đế, ngoài ra lập một tên hoàng đế nghe lời hơn. Mà sự khoa trương này của hắn, toàn triều lại không ai dám nói một lời. Cũng chính vì trong tay có một tấm thẻ vàng, Lữ Bố. Lữ Bố là danh tướng vô địch thiên hạ, nổi tiếng không ai không biết tên, giết người như dạ, đơn giản là một con dã thú trong cuộc chiến. Bởi vì chịu sự chia rẽ của Đổng Trác mà không chút lưu tình giết nghĩa phụ ban đầu của mình, quay lại đầu quân cho Đổng Trác. Trước mắt Đổng Trác phái Lữ Bố ra đánh liên minh. Nghe được Lữ Bố đến, nhưng chư hầu đều bị dọa chạy mất. Đến Viên Thiệu cũng có ý định lui binh, chỉ có Lưu Bị và Tào Tháo là dám đứng ra chiến. Bọn họ quyết định chia quân làm hai đường. Tào Tháo đi đến Thẩm Dương giết Đổng Trác, còn Lưu Quan Trương thì nghênh chiến Lữ Bố. Lữ Bố võ công cái thế, các vị phải cẩn thận, chỉ cần có thể sống quay lại thì có thể lưu danh thiên hạ. Đây là trận chiến nổi tiếng nhất trong Tam Quốc, ba anh hùng chiến Lữ Bố. Bộ phim điện ảnh này được dựa vào trò chơi cùng tên, trong những câu chuyện kinh điển của Tam Quốc phối hợp với những nguyên tố trong trò chơi. Ví dụ như thanh đao của Quan Vũ là thuộc tính hỏa, hai thanh kiếm của Lưu Bị là thuộc tính băng. Mà một kích vẫy của Lữ Bố có thể kêu gọi sấm chớp, uy lực vô cùng mạnh, có thể gọi là vô định thiên hạ. Cuối cùng ba người hợp lực đánh Lữ Bố hoảng hốt chạy trốn. Phải biết là ba đánh một nhưng cũng không lấy được thủ cấp của Lữ Bố, chỉ có thể đánh hắn tan tác. Có thể thấy vị anh hùng này được thần thánh hóa như thế nào. Mà Tào Tháo bên này không thuận lợi như thế, Đổng Trác đã bỏ thành Lạc Dương, trốn đến Trường An, chỉ để lại một tòa thành nát. Nhưng Đổng Trác không biết Điêu Thuyền đã dệt một tấm lưới lớn. Tên Đổng Trác đó thích con như vậy, con phải nắm bắt cơ hội tiêu diệt hắn ta đi. Con biết rồi, hắn ta không biết được người giết mình lại là người hắn tin tưởng nhất, Lữ Bố. Bộ phim điện ảnh này tên là Cuộc Chiến Triều Đại, gần đây đã được lên sóng. Phim có những chi tiết nổi tiếng của Tam Quốc, bao gồm cả việc rượu ấm Trảm Hoa Hùng, ba anh hùng chiến Lữ Bố đều quay vô cùng đặc sắc, có thể nói có những cảnh tượng đặc sắc. Phiên bản Tam Quốc này không giống với phiên bản trước, có những chi tiết hiệu ứng trong trò chơi, còn có Cổ Thiên Lạc, Vương Khải, Dương Hữu Ninh, Hàn Canh, Na Chát chủ diễn. Các bạn thích thì có thể xem nhé. Được rồi, hẹn gặp các bạn vào tập sau.